Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh của Just Innovation nha. Hôm nay mình muốn làm và nói về một vài cách về hết đất nha. Các bạn thấy không, mình đang đi bộ. Hôm nay mình đang có xe mình đi sửa. Thì hôm nay thấy quay video là đang đi bộ chứ không phải đang ngồi trên xe nữa. Đi trời hôm nay lạnh, thấy máu lạnh không? Mặt đỏ chói. Hơi bị lạnh. Hôm nay mình làm video là muốn nói về vài cách hết đất. Và hết đất này dễ thôi, hết 10 cái à. Nhưng mà mình sẽ hết vài kiểu hết đất khác nhau, vài bài hết đất khác nhau. Là đại khái là mỗi một bài mình sẽ cố hết là 10 cái. Và mình nghĩ là 10 tới 15 giây. Mình hết như vậy trước tiên là bài hết đất thường thôi. Là bài hai tay song song với cái vai mình, để tay xuống, hết lên xuống 10 cái. Mà lúc hết xuống cố gắng là cái mông mình á lên cao, cao hơn cái vai và cố gắng đẩy người mình lên. Và hết 10 cái, từng cái một. Và khi mình hết người mình lên trên á, là cố là hãy ngưng lên trên cùng á, cái điểm là cảm thấy cái ngưng mình cứng nhất á, là ngưng ở đó khoảng nửa giây rồi mới xuống. Có nghĩa là lên 1, rồi ngưng đó nửa giây rồi mới xuống. Rồi 2, ngưng nửa giây rồi mới đi xuống. Có nghĩa là 10 cái là lên xuống đều đặn mà ngưng ở bên trên nha, chứ không có lên xuống liên tục lẹ quá nha. Cái đó gọi là hết anh gen, hết từ từ, phải cảm nhận vô cái ngực mình á, nó đang làm cái việc hết đất. Đó là bài hết đất đầu tiên. Và bài hết đất thứ hai là bài diamond push up, là để cái tay, hai cái tay vô đó cũng hết đất thì như vậy, cũng lên xuống và 10 cái và nghỉ 10 tới 15 giây. Xong và bài thứ ba là bài one arm push up, có nghĩa là hết đất một tay, cũng hết, cố gắng hết 10 cái. Hết xong bên này, xong nghỉ 10-15 giây, xong hết qua bên tay bên kia, cố gắng hết như vậy. Xong bài kế là bài arms on the wall push up, có nghĩa là để một tay lên trên tường. Hết đó là một cái tay để trên tường, một cái tay để dưới mặt đất. Mình hết như vậy á, là cái bài này cái ý nghĩa là mình phải cố gắng á, mình để hai cái tay mình nó ép cái ngực mình vô trong. Mình hết vậy á, nó ép cái ngực mình á, nó phải làm việc rất là tốt. Các bạn phải thử mới cảm nhận được cái bài hít này á, nó như thế nào. Bài này á, nó là bài mới, nên các bạn khi hít á, phải để ý và làm bài này cho nó chính xác. Để cái tay lên tường, cố gắng á, là cái người mình á, nó đi xuống dưới mặt đất, chứ không phải đi vô trong cái góc nha. Có nghĩa là hai cái tay mình á, nó ép vô, một tay trên tường, một tay dưới đất á, hai cái tay mình ép vô á. Cũng vậy mình đổi hướng 10 tới cái bên này rồi 10 cái bên kia nha. Và ngay giữa mỗi hiệp á, là nghỉ từ 10 tới 15 giây. Bà đang xuống dốc, đang tới kia lấy xe. Rồi bài kế tiếp, hết đất kế tiếp á, là bài coi như là để cái cùi chỏ xuống đất. Bài này nó gần giống như là bài tập cho cái tricep vậy á, nhưng mà sẽ cố là mình hít á, là hai cái bicep của mình á là ghi vô nhau đó, lên xuống như vậy mình cứ ghi vô nhau. Mình không biết cái bài này tên là gì, nhưng đại khái là bài elbow push up á, là cùi chỏ hít đất á, là phải hít lên. Lúc mình để lên á, là phải ghi vô cái ngực mình á, là lên lên xuống. Mình cố gắng đừng nhúc nhích cái vai mình nhiều quá là càng tốt. Và lúc mình đẩy cái người mình lên á, là cái gót chân mình á, phải đẩy cái người mình ra trước tí xíu thì nó mới ghi vô cái ngực mình nhiều tí được. Đó, đại khái là mấy cái bài đó là một số bài á, là các bạn có thể thử tập hít đất. Tại vì á, mình muốn chỉ cho các bạn một vài cách hít đất khác nhau để các bạn có thể biến hóa ra hít đất á, để bạn cảm nhận được cơ mình nó không bị chán khi tập thể dục. Tại không có muốn tập tới tập lui một hai bài giống nhau quá thì cơ của mình nó sẽ không nở và có hiệu quả tốt như mình mong muốn đó. Bạn cứ... Bây giờ mình tập sơ qua một lượt đó cho bạn thấy là cách tập ra sao nha. Cảm ơn các bạn nhiều, bye bye.
Các bạn nhớ nè, các bạn phải cố gắng là chịu khó là ủng hộ mình tí xíu và cho mình cái like và subscribe cái channel của mình, vì cái động viên duy nhất của mình là được các bạn ủng hộ và coi và subscribe và cho mình cái like. Và nếu các bạn thích cái video của mình á thì hãy nhớ subscribe và share. Và cuối, thường thường ở cuối cái video á, nó có nhiều cái video nằm nổi đây với nổi ở đây đó, bên trái bên phải ở đây, và subscribe nằm chỗ này nha các bạn, nhớ nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Tên của mình Justin và kênh mình Justin Vision. Bye bye.